Hoàng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Must Hair, viên uống, mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Em mới bảo là em nhìn cái gì kìa, em lôi cái đầu xuống em cũng hung khí thế luôn. Mất tiêu nụ hôn đầu đời của em luôn á. Ồ, em ghét kinh khủng luôn á. Bây giờ thì chắc có lẽ không làm phiền quý vị phải đợi lâu. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng nhau đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin hân hạnh chào hai vợ chồng. Dạ. Không biết là hai vợ chồng là quê ở đâu ạ? Dạ, em ở Thanh Hóa. Dạ, còn em thì Sóc Trăng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh. Trời ơi, ba nơi luôn hả? Dạ. Nhưng mà hiện tại thì hai vợ chồng ở đâu? Dạ, hai vợ chồng đang ở Sài Gòn. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em là Vũ Mạnh Linh, năm nay 30 tuổi ạ. Công việc của em là? Công việc của em là tài xế. Rồi, còn em? Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thị Thúy An, em 28 tuổi, hiện em đang làm lập trình và phát triển phần mềm. Wow, dữ rồi nghe. Dạ. Hồi nãy nói là em là vừa Thành phố Hồ Chí Minh nè, vừa Cần Thơ hả? Dạ, còn cả Trăng. Huế nữa. Huế nữa. Tức là sao? Nội là ở Huế chị. Ừ. Còn em sinh ở Sóc Trăng, tới 6 tuổi thì là thời gian đó là ở Cần Thơ. Sau đó lớp 2 trở lên là em lên Sài Gòn sống. Dạ. Thế thì cái mối lương duyên nào mà khiến cho hai bạn gặp nhau? Tụi em quen nhau năm đó là em đang học năm cuối của Đại học Tôn Đức Thắng. Vợ em là năm 2 đại học mở. Năm đó là năm đầu tiên em ở lại Sài Gòn ăn Tết á. Thì lớp trưởng thấy em mới bảo em nha, là hôm nay tới nhà tao chơi ăn bữa cơm. Và em là ở gần nhà bạn lớp trưởng của em luôn. Thì lớp trưởng của em thì cũng mời vợ em qua ăn. Tàn cái cuộc ăn đó thì mọi người mới rủ nhau đi hát karaoke. Lúc đầu nhìn vợ thì nhỏ lắm, không có ấn tượng gì, nó cũng bình thường thôi. Mà lớp trưởng á là cô vợ em. Dạ, còn bạn lớp trưởng là gán cho em là một người cháu của lớp trưởng. Là bắt em chở cái cô cháu đó đi. Bảo mày cu con cháu tao đi, xinh gái lắm, tướng to con đẹp. Nói vậy thì em bảo ok, được rồi, để tao chở cháu ông. Thì đi hát karaoke thì em mới thấy vợ hát hay. Rồi cứ để ý, hát karaoke xong thì đi về. Thì cái thời tiết Tết thì nó hơi có xe lạnh. Thì thấy bạn này lạnh quá, em mới cởi áo ra, cho em mượn chiếc áo nè. Thì cái cô ngồi đằng sau cô cháu của lớp trưởng, ủa tại sao em lạnh nè mà anh không đưa áo cho em? Bảo anh có một cái giờ cởi cái nữa chắc là anh lạnh rồi chết luôn. Về em mới xin số điện thoại, nhắn tin qua lại. Mà cái lúc đó thì em có ấn tượng chút xíu nào về anh này không? Dạ không, áo đó đưa rồi trả lại mà, chứ đâu có lấy luôn đâu. Về nhà em đòi lại luôn. Nhưng mà cái bạn lớp trưởng đó thì sau khi biết cái tình cảm của em vậy là... Không, bạn lớp trưởng còn không nói gì luôn. Bạn lớp trưởng cũng là me thôi, nhưng mà bạn lớp trưởng không dám nói. Thì về hôm đó em xin số điện thoại, em nhắn tin, mình đi chơi đi. Rồi em mới đi vòng vòng mà em trở lên công viên chỗ gần nhà thờ Đức Bà á. Rồi em mới nhìn xung quanh ai người ta cũng hôn nhau mà. Có mỗi cặp em là ngồi in trên cái in xe vậy á. Em mới bảo là em nhìn cái gì kìa. Rồi em lôi cái đầu xuống em cũng hung khí thế luôn. Dạ. Trời ơi. Khoan. Nhưng mà lôi, trời ơi, trong tình cảm mà ông nói là lôi cái đầu xuống hung khí thế luôn. Lúc đó em sao? Em đứng hình luôn, em ghét chết rồi. Chứ em gặp con dê rồi. Rồi em sợ dữ lắm luôn kìa, mất tiêu nụ hôn đầu đời của em luôn á. Ồ, em ghét đó, kinh khủng luôn á. Mà lúc đó nhưng tướng mà em nhỏ là lắm. Hôn trúng đầu không? Hôn mỏ anh. Hôn mỏ. Rồi có về kể cho ba mẹ nghe không? Dạ không. Dạ, em sợ lắm, đó. Em đâu có dám. Mà đi về liền đúng không? Dạ đúng rồi. Em có phản ứng là gì không? Không, lúc đó em nhỏ xíu à, em sợ quánh không lại ông này. Sợ, muốn tát cho một cái vậy đó, nhưng mà sợ lắm, không dám. Nhưng mà đứng hình xong rồi, ổng tự nhiên xúc về luôn. Ảnh nói, thôi kỳ quá em, mắc cỡ quá, thôi đi về. Cái sao hai đứa chạy xe đi. Tự nhiên hôn ra xong rồi ông mắc cỡ không đi về luôn. Tại vì em thấy không có một cái tí cảm xúc gì nữa. Thấy mấy cái cặp kia người ta hung rồi, ôm đầu rồi khóc bay. Mà nó giống cảm giác như là mình coi trong phim rồi mình thích lắm. Lần này hung gì, bạn gái mình biến tư rồi ra đó vậy. Em bảo thôi đi về đi, đứng kỳ nữa có khi bị uốn lộn. Nhưng mà trước bạn này là em có hung bạn nào chưa? Dạ chưa luôn. À, đúng là luôn. Dạ, em cũng mới rồi. À, hai đứa tự cướp cái hôn đầu đời của dạ. nhau đúng không? Nhưng mà lên xe chở về nhà, đúng không? Rồi có nói với nhau tiếng nào nữa không?
Có, em nói đồ dê sờm, đồ dê già, đồ thấy ghét, đồ khó ưa. Nói sao? Không, nói vậy thì không sao. Rồi kéo tay em cầm, nói là anh xin lỗi đồ. Nhưng mà em rút tay lại, em ghét quá mà. Thế là em im luôn, tới lúc về nhà luôn. Về nhà mà em mở điện thoại, bạn này nhắn cho em một lúc là 10 cái tin nhắn luôn. Điện thoại em cứ kêu mít luôn. Em đọc rồi, anh tại sao làm vậy, dê sồm dê già gì rồi đó, cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi vân 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 luôn. Em bây giờ xong cái khúc sau nó mới ly kỳ nữa, để mà em kể đi. Đâu cũng làm sao rồi, em mình mướn giống như giang hồ nữa luôn. Dạ tức là sau cái buổi đó rồi á là em mới tám lại cái câu chuyện là bị cướp hôn với đám bạn. Thế xong rồi trong đó có một bạn á, là bạn nó nói thôi mày gặp cái ông đó vậy á, nhiều khi ổng còn ghê hơn nữa, thôi để tao giả bộ làm bạn trai mày nha, rồi mày hẹn ông đó ra công viên đi, tao với mày tung tăng đi dạo, nói là tao là bạn trai của mày. Cái không biết lúc đó làm sao lại nghĩ chịu mới ghê chứ. Cũng hẹn ra công viên, em với bạn em thấy ông này chạy tới rồi cái hai đứa cầm tay nhau tung tăng. Nhà giới thiệu đây là bạn gái em. Em mới bảo là cho mình mượn bạn gái bạn mấy phút đồng hồ thôi. Rồi em chỉ nói mà bạn trai em hả, thì em cứ quên bình thường không có sao, nhưng mà anh không có bỏ cuộc đâu. Đó thì em quay xe đi về luôn. Tối hôm đó em về tắm rửa sớm lắm, qua nhà tiếp rồi giết rồi cưa đổ ông bà vợ với cậu trước, vợ chưa đổ lúc nào luôn. Mà em thì có cái là em đã tấn công ngay, để em tấn công tới cùng luôn. Đó còn... rồi yêu nhau được bao lâu? Tụi em yêu nhau được 9 năm. 9 năm yêu nhau tới luôn. Lúc cưới là 8 năm 10 tháng đó chị. Ừ. Rồi trong quá trình đó là ai ghen ai? Ông này làm cho em ghen. Ghen là ghen sao? Dạ cái lúc mà quen được hơn 1 năm mấy rồi á, thì hôm đó hai vợ chồng mới tầm 6 giờ mấy đi chơi. Tới lúc 9 giờ về, cái xong thấy có một bạn gái đang nói chuyện với mẹ em á. Thế xong rồi bạn kia chào an rồi đàng hoàng mà em không biết bạn đó là ai hết trơn á. Thế xong ông này nhìn mặt bạn kia xong tự nhiên hơi sượng sượng một chút. Cái xong rồi dắt xe đi về, cái bạn kia đi về luôn. Cái em vô nhà mẹ em mới nói với em chứ, ủa An con có biết bé hồi nãy là ai không? Nó dạ không, con chưa gặp lần nào hết trơn á. Cái mẹ mới nói trời, cái bạn đó đó hả, nó nói là bồ của thằng Linh đó con. Ủa em mắt chữ A mồm chữ A không hiểu gì hết. Ủa dạ sao mẹ biết vậy? Cái mẹ nói trời, cái bạn đó nói mà mẹ nói hả, cái bạn đó đi khắp xóm mình hỏi nhà mình á, là bạn đó nói là bạn đó là vợ anh Linh không luôn á. Rồi em nghe sét đánh đùng đùng mà thấy cái thái độ của anh này lúc mà vừa đi về mà gặp mặt bạn đó cũng lắm la lắm lét đó anh. Em cũng nghi rồi, không có lửa làm sao có khói được đúng không? Đúng rồi. Cái là em mới ngồi em hỏi mẹ em chứ vậy bạn đó nói cái gì vậy mẹ? Mẹ nói là cái bạn đó nói là bồn Linh quen cũng lâu rồi. Mẹ nói chớ rồi, coi chừng con bị dụ á nha. Cái là em mới nhắn tin em hỏi ông này. Xong rồi hồi mãi sau tới khuya mới nhắn lại cho em là để mai anh qua anh giải thích. Rồi giải thích thì sao? Là lúc đó em đang làm bên quảng cáo. Thì ông sếp cũng bảo thôi ở lại công ty đi, đỡ tốn tiền thuê nhà trọ gì. Thì ngày mà lúc đó là em cái tranh thủ em làm, một mình em làm. Thì cái bạn nó ở hàng xóm, ba mẹ bạn ấy thấy ủa sao cái thằng này mọi người về hết mà nó cứ lĩnh kỉnh nó làm một mình vậy. Thì đó là mới bảo em qua ăn cơm. Em bảo trời, hàng xóm mời qua ăn cơm mà ngu gì hôm qua đỡ tốn 15 ngàn để qua ăn cơm. Qua ăn cơm thì mục đích của ba mẹ nó cũng thấy em vậy, cứ làm vậy á. Biết thấy bọn nhà tao có đứa con gái á, mày cuồng. Em cũng nói thẳng mà con có bạn gái rồi. Nhưng mà không ngờ bạn đó là để ý em lâu rồi mà không dám nói. Rồi tự nhiên đi theo dõi qua nhà vợ em hỏi khắp xóm mà là em là chồng mà. Em trời ơi. Dinh trăm trăm thì nhiên đi bảo đi là chồng thì chết luôn. Ít hồn nghe còn hồi hộp theo ổng luôn á. Ủa nhưng mà bây giờ cái vụ đó là giải quyết rồi xong hết chưa? Tức là chiều hôm đó cũng có rủ bạn đó ra để ba đứa gặp nhau rồi nói chuyện được làm bạn. Còn không thì thôi, nói chung là nói cho rõ ràng á. Thì cái bạn đó thổng ra rồi bạn đó cũng có nói xin lỗi em này nọ đồ là như vậy. Có nghĩa là giải quyết được. Dạ. Vụ thứ nhất luôn. Dạ. Còn vụ thứ hai thì sao? Dạ vụ thứ hai là sát ngày cưới á. Hôm đó sau khi tắm rửa xong em vừa mới ra, cái tự nhiên em lại cầm điện thoại lên, cái xong bạn đó nhắn tin qua. Bạn nào? Bạn gái của đây nè. Có nghĩa là chồng em lúc đó là say nắng một người khác. Dạ đúng rồi chị. Bạn đó nhắn tin qua cho em, chào chị. Thấy vậy cái em mới trả lời lại chào em. Cái xong bạn đó nói là chị có biết em là ai không? Em nói
chị không biết em là ai hết, có gì không em. Cái bạn đó mới nói chị không biết thiệt hả? Em là bạn gái của anh Linh nè chị. Trời ơi. Trời, nghe tức kinh khủng luôn. Mà sát ngày cưới là em đã đi chọn studio này nọ rồi, rồi chuẩn bị nhà hàng đồ hết luôn rồi anh. Kiểu sốc ơi là sốc luôn. Cô đó là ai? Dạ em thì em thích các quán cà phê em ngồi lắm. Thì cô ấy thấy bảo, ủa sao mà cái anh này sao cứ ngồi vậy. Giờ là phải xin số này là cũng nhắn tin qua lại, giờ xin Facebook, Zalo rồi á. Thì mà cái tính em thì em rất chi là ga lăng mà mấy cái chuyện đó. Thì về thì cũng nhắn tin qua lại vậy. Thì vô tình là một hôm thì cái bạn nó bị sốt, nhắn tin là nhờ mua thuốc, em cũng đi mua thuốc mua cháo vậy. Rồi và đó tấn công em dữ quá, tấn công mình thấy em nhiệt tình đến mức độ vậy mà thật ra là em là không có gì với cô đó đúng không? Chưa có gì hết á, mà tự nhiên chị ấy cái tấn công mạnh quá vậy á. Sao em cứ bị hỏng á? Dạ. Rồi nhắn tin cho vợ em vậy. Nhắn... Cuối cùng giải quyết sao em? Khi mà bạn đó nói với em như vậy đó, rồi em có hỏi bạn đó là có gì với nhau chưa? Xong bạn đó nói là tất nhiên là có chứ chị, trai gái với nhau mà. Trời ơi. Giận sôi máu. Rồi, nhưng mà tiếng của đó không? Dạ không. Em cũng nhắn tin nói chuyện bình thản với bạn đó, cái xong rồi bạn đó nói với em là sao mà chị dễ thương quá vậy, nếu gặp người bình thường á là người ta chửi em con này con kia rồi á, mà sao chị nói chuyện chát chít với em, rồi em rủ chị đi cà phê rồi chị cũng chịu này nọ đồ nữa. Cái bạn đó nói thôi chúc anh chị hạnh phúc, nhưng mà em cũng đâu có tha cho ông này được, tại vì chuyện nó tới mức như vậy rồi quá mà. Rồi dạ. Một cái chi tiết mà hả may á là em biết được á là em mới tha cho chồng em, là hôm đó sinh nhật chồng, cái bạn đó cũng có nhắn tin là chúc chồng sinh nhật vui vẻ hạnh phúc ba la gì đó. Xong rồi chồng em chở em về nhà, cái lúc mà đang ở nhà em á thì tin nhắn của chồng tới, mở ra đọc á là hả kêu là tới nhà bạn đó đi á. Cái xong chồng ngồi ở nhà em tám, cái lúc mà chồng đang còn ở nhà em á là em nhận được tin nhắn là kêu chồng của chị đừng có đứng ở dưới cửa chờ em nữa, em không có xuống đâu. Em nói ý kỳ vậy nha, vậy là bạn nó xạo rồi, thành ra là cũng nhờ như vậy mà em cũng tha cho chồng em. Tức là chồng em là cho tới lúc đó là vẫn còn là trai tân đúng không? Em nói là em đâu có làm gì đâu. Dạ, trong sáng mà đúng không? Dạ. Có nghĩa là tụi em quen nhau 8 năm 10 tháng tức. Dạ là... Không tụi em sáng. Tại vì ba vợ em rất khó. Mọi người thấy đó, sợ lắm gì mà có cái gì xảy ra cái là đó, chết luôn. Hai vợ chồng rất là trong sáng. Dạ là suốt một khoảng thời gian dài. Dạ là ba sửa đẹp luôn đấy, nên em đâu dám. Tức là không dám với vợ em hay là em có dám với cô nào khác chưa? Dạ không luôn, vợ em biết mà, vợ em có biết luôn. Thì tức là em không dám với tất cả đúng không? Dạ thì hôm đêm tân hôn thì em xỉn mà đến nữa, em đi vào gầm giường em cứ bò rồi em kiếm cho em nằm xuống gầm giường luôn. Trời nó lạnh quá thì vợ em mới đỡ em lên giường, thì coi như cái đó hôm đó là chưa có đêm tân hôn. Rồi ngày mai luôn. Tắm rửa cũng sạch sẽ, xịt dầu thơm khí. Mấy bà chị còn làm trong cái phòng ống bay rồi nến rồi lãng mạn lắm. Rồi vô thì hụt máy sao không được. Kiểu gì? Dạ nó không có. Thì hụt máy sao không được, để im cho người ta kể. Cái này thì hụt quá nột. Cái ông này nhào lên giường người ta luôn à? Phải, tại thấy bong bóng á. Rồi sao? Là cũng làm như trong phim vậy đó, cũng ôm hôn rồi các thứ để tạo cảm giác không khí rồi. Em thôi em kể đi. Dạ, không có kinh nghiệm đó anh. Cái xong rồi chồng em hồi hộp mãi, xong chồng hỏi sao kỳ vậy, sao nó không vô. Em đâu biết đâu. Cái xong mệt quá đi ngủ. Anh không là vẫn chưa có đêm tân hôn đúng không? Và lúc đó em mới tin rằng là anh này là còn zin thật sự. Dạ đúng rồi. Lúc đó em cũng nghĩ là chắc chưa có gì với bạn kia đâu, mà bạn nó nói gạt em vậy thôi. Bây giờ hai chồng là có còn ngờ nghịch nữa không? Dạ không. Thì cũng được mấy ngày ở ngoài quê thôi là có phòng riêng. Thì khi mà vào Sài Gòn á thì lúc đấy em đang còn ở nhà trọ. Thì cái nhà trọ của em thì cũng nhỏ thôi, ba mẹ thì ở dưới. Cái gác trên là có em với vợ với cậu nằm bên cạnh. Hai vợ chồng là coi như một tháng được không có mình ăn được cái gì luôn. Vợ mới bảo anh hay mình đi ra thuê khách sạn đi. Mà em thì bảo thôi để từ từ đi, rồi có gì rồi để xong nhà đi rồi về đó cho thoải mái, rồi em thích làm gì em làm. Bây giờ ra đó tốn mất 100 mấy 200 thì tiếc quá. Thì thật ra thời điểm đó là cả nhà đang dồn tiền để xây nhà. Thành ra là tiết kiệm tối đa luôn, không đi đâu hết. Không đi đâu nhưng mà cũng nhịn luôn hay là lén lén? Nhịn luôn.
Nhưng bữa là cũng nhớ lắm, nhớ lắm mà mẹ cậu mà ngủ, mà cậu ngủ ngáy dữ lắm, ngáy rồi cũng lén lén á, cũng cái khi nào cậu nó tựa cái là in, đứng in. Trời ơi, trời ơi, trời trời. Dạ rồi khi nào bắt đầu cậu nó ngáy tiếp lại. bắt đầu tiếp rồi sao, chỉ một tháng thôi như đừng cái. nhưng mà cái gác đó là gác gì? Dạ cái gác gỗ mà nó kêu, nó keo mà nó kêu mà mới lần đấy là còn kẹp mà có mọt nữa, nó bụi xuống rồi ba mẹ ăn biết, mà được cái ba mẹ cũng tâm lý, ba mẹ hiểu nên ba mẹ cứ bảo kệ cứ thoải mái đi, mà cậu nằm bên cạnh sao thoải mái. Con nói cho cậu xuống ngủ với ba mẹ. Dạ, tại nó chật lắm chị, không có đủ ba mẹ nằm ở đây mấy chiếc xe là hết rồi. Ồ vậy hả, cậu cũng dở ha, cậu không tâm lý gì chứ. Cậu em nó hiền quen, chẳng biết gì. Nhiều khi cho tiền uống cà phê mà còn nữa, thôi em ở nhà. Thôi em ở nhà. Cái gì sợ chị em hiếp. Dạ. Rồi bao lâu thì mới mới đầu có nhà riêng? Mới xây xong cách đây 1 tháng anh. Là xây gác gỗ hả gác? Dạ không, đổ tấm đàng hoàng rồi. Bây giờ là thoải mái rồi đúng không? Thoải mái chưa? Dạ thoải mái. Bây giờ thì khác rồi. Rồi lúc đó là chồng lúc đó có bung lụa không? Trời bung bữa đầu về khí thế lắm chị. Đâu rồi. Vui quá. Bây giờ mình qua luôn cái chi tiết kể xấu về nhau nha. Dạ. Tại vì mới quá mà đúng không? Dạ. Thế này nó quá nhiều câu chuyện dễ thương nãy giờ rồi. Dạ. Tôi khoái nhất là vụ bung lụa đó. Thực ra giờ cái cuộc sống của tụi em giờ đang rất là vui đúng không? Dạ vui. Vui vì về cái nhà mới á, cái không khí nó thay đổi hẳn. Dạ đúng rồi. Đó bởi vậy cho nên là thôi cứ hưởng thụ đi đúng không? Cứ hưởng thụ cái cuộc sống đó khoảng chừng mấy tháng nữa đi. Cũng cứ bung lụa y xì vậy đi. Rồi thế nào cũng có em bé. Bây giờ anh Thuận mạnh chút một cái là dính liền nè. Rồi tôi chút một cái là dính liền. Em cũng mong vậy á. Phải không? Có thiệt không? Thiệt. Rồi thôi anh Thuận xin chúc hai vợ chồng sẽ mau sớm hòa hợp, bung lụa đều đều. Và sẽ mau chóng có một thiên thần bé nhỏ sẽ đến với hai bạn trong năm 2018. Rồi đôi khi hôn nhau ở trường thì bị giáo viên phát hiện. Thấy anh này cũng rất là thương em nên em rất là tin tưởng. Đi học thì bạn bè em cũng có bắt gặp anh này chở cô bạn cùng lớp. Và bây giờ mời quý vị cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai bạn trẻ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trung Hậu, năm nay em 21 tuổi và hiện tại em đang công tác tại Bảo Cảo Dài Việt Nam. Còn em? Dạ, em tên là Lương Hồng Nhung, em cũng là 21 tuổi và em cũng làm việc tại Bảo Tàng Áo Dài Việt Nam. Nói chung là tôi không cần hỏi cái câu là hai bạn gặp nhau ở đâu và quen nhau thế nào, tôi cũng biết được câu trả lời. Hai bạn gặp nhau ở Bảo tàng Áo Dài Việt Nam. Dạ được, rất là không. Tụi em gặp nhau rất là lâu rồi, từ thời cấp 1 lận, tức là năm lớp 5. Ồ, như vậy là mối tình thanh mai trúc mã. Dạ. Lúc đó là vợ em để ý em trước. Rồi đến chính thức khi hai đứa quen á, là đến năm lớp 8. Là hai đứa quen, biết cho tới bây giờ là cưới luôn. Thường là như vậy nè, ở gần nhà mà ba mẹ mà biết là để ý nhau á là thường dễ bị tha lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lúc đó ba mẹ biết ngăn cản rất là nhiều. Thậm chí là khi mà biết em lén trốn học đi chơi với anh này á thì lôi về đánh rất là nhiều. Không cho em quen, rồi cũng không cho nhắn tin luôn. Tịch thu điện thoại luôn, cắt hết tất cả mọi liên lạc của em với chồng em. Lúc đó chồng sao? Dạ lúc đó thì cũng buồn lắm nhưng mà vẫn có cách, vẫn có phương án 2. Cái phương án 2 của em là cái gì? Nhờ em vợ của em cung cấp phương tiện để nhắn tin. Nhưng mà có điều kiện nữa, phải cho nó đọc hết. Nhắn gì nó phải đọc hết nó mới chịu cho. Trời ơi. Nhưng mà nếu mà mình nhắn tin như vậy thì cũng đâu được nhiều đúng không? Trong điện thoại, sao em không lúc đó sao em không viết thư ta? Dạ thường thì tụi em vẫn gặp nhau ở trường rồi nắm tay. Rồi đôi khi hung nhau ở trường thì bị giáo viên phát hiện. Lớp 8 nữa đúng không? Bị cô chủ nhiệm răng đe, mà răng đe bạn nữ chứ không có răng đe em. Ủa nhưng mà tại sao cô bị cô chủ nhiệm phát hiện? Tụi em quen á, rồi các bạn bè trong lớp nói là hai đứa này quen nhau rồi chở nhau về đi chơi. Cái cô chủ nhiệm nghe, cô chủ nhiệm mới kêu em xuống để nói chuyện với em, là nói em là em còn nhỏ nên là tập trung chuyện học nhiều hơn. Tại lúc đó là em là học sinh giỏi nhất lớp, còn chồng em lúc đó là học sinh giỏi nhất lớp. Có nghĩa là nụ hôn đầu tiên là năm lớp 9. Dạ khoảng cuối năm lớp 9. Rồi sau khi hôn nhau là bây giờ là qua lên lớp 10 là lên cấp 3 rồi đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi. Lên cấp 3 rồi hung rồi, còn gì nữa lên không anh? Qua cấp 3 em bị đuổi học. Sao vậy, sao? Lý do? Thời đó em còn trẻ em quậy lắm. Em phá phách rồi bị đuổi học. Anh không nghĩ là em hồi đó em em phải nghỉ hết một năm để đi làm. Thì trong cái khoảng thời gian đi làm đó thì vợ em năn nỉ em rất là nhiều để đi học lại. Và cuối cùng em quyết định là đi học ở giáo dục thường xuyên. Tại vì vợ em nên em mới đi học. Và em cảm thấy nó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em cho đến bây giờ. Anh thấy là vợ em á rất là đẹp. Dạ. Vậy thì vợ em có nhiều cái đuôi theo đuổi không? Dạ không, không. Em hoàn toàn em cách ly em với toàn bộ các những cái đuôi mà theo em. Nhưng mà đặc biệt là anh này là nhiều đuôi theo hơn. Wow. Ủa là sao? Kể nghe. Dạ thì đi học thì bạn bè em cũng có bắt gặp anh này chở cô bạn cùng lớp. Rồi nói với em mà em không có tin. Tại lúc đó là thấy anh này cũng rất là thương em nên em rất là tin tưởng. Và không nghĩ là anh đó sẽ có những cái hành động mà làm tổn thương em như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Dạ cuối cùng thì em cũng phát hiện là có. Và người đính chính cái vấn đề đó là em trai của em. Đó là em trai của em nó làm chung với một cái anh bạn học chung trường với anh này. Hai người trong lúc tám với nhau, cái anh đó mới hỏi em trai của em là em còn quen anh Hậu không? Thì em trai em nói còn. Cái anh đó mới nói là ủa sao kỳ vậy? Sao tao thấy đi học nó cõng con kia đi lên cầu thang rồi quen nhau thấm thiết lắm mà sao rồi còn quen chị hai mày được? Về nó mới kể em nghe. Cái em mới biết, em khóc, khóc rất là nhiều. Em khóc mà em có nói cho bạn Hậu biết không? Dạ có, gia đình của em lúc đó cũng biết luôn. Và khuyên em rất là nhiều. Nói em mà đã như vậy rồi thì còn luyến tiếc cái gì nữa. Chia tay đi. Thì em quyết định là chia tay anh này luôn. Là coi như chia tay. Khi mà hai đứa chia tay á, em có nói với vợ em một câu: cái gì của mình thì nó mãi mãi là của mình. Cho nên là khi mà em đậu được cao đẳng á, thì người đầu tiên em báo tin tức là vợ em. Và lại thêm một lần nữa em nói cái gì của nhau là của nhau. Rồi phải quay lại cái suy nghĩ ban đầu là vợ em. Cái gì và, của mình là của mình. Dạ, nhưng mà lúc đó thì khó khăn lắm. Vợ em không có chấp nhận quay lại. Rồi cuối cùng á, thì lúc nào thì em chấp nhận lại chồng em? Khoảng 3 tháng sau đó thì em mới chấp nhận. 3 tháng sau? Dạ. Nhưng mà rồi gia đình em thì sao? Dạ, lúc đó em lớn rồi thì ba mẹ em cũng có thay đổi cái suy nghĩ. Rồi cũng thấy anh này có rất nhiều thay đổi. Cho nên là chấp nhận cho anh này có một cơ hội tiếp tục để quen em. Rồi bây giờ sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió tình trường à, rồi bây giờ lấy nhau thì có cái tật xấu gì lòi ra không? Thay đổi nhiều lắm. Tính với ngày trước là thay đổi rất nhiều. Tại vì ngày trước em nói nhiều lắm, em quậy phá lắm. Còn bây giờ em trầm tính. Trầm quá. Còn tất em cả thì mọi việc thì em đều phải lại suy nghĩ trước khi làm hết. Không, bây giờ bên nào kể xấu, bên nào trước nào? Em kể xấu. Cô này trong cái khoảng thời gian gần đây, khi mà hai đứa ổn định về công việc, về gia đình, về nhà cửa, thì lại sinh tật là ghen bóng ghen gió. Em thì em là truyền thông cho nên là em tiếp xúc kết bạn với nhiều người ở Facebook lắm. Mà em thì em không có tội, em nghĩ trong cái chuyện này không có tội. Tại vì người ta kết bạn với em, sau đó em chấp nhận, em không nhắn tin gì hết. Thì vợ em mới lấy điện thoại đưa cho em: anh, cho anh kết bạn với cô này vậy. Tức là cái avatar của cổ mặc đồ hơi sexy xíu, trong khi em chưa nhắn tin gì hết. Cái giận em, khóc, em không có dỗ. Cho khóc đã luôn. Khóc khóc thành tiếng cho em biết để em dỗ. Mà em thì em không dỗ, càng khóc thành tiếng càng không dỗ. Chứ đến khi mà nín rồi đó thì em bắt đầu em ngồi lại em nói chuyện thì mới chấp nhận. Đó là cái tật xấu của vợ em. Tự ghen bóng. Đúng rồi, tự suy nghĩ, tự suy diễn rồi tự ghen em chứ. Thật ra em không có ghen. Mà thậm chí cô này còn hẹn với một anh khác để đi chụp hình này nọ, rồi báo cho em biết. Em cũng bình thường đó, ok em cứ đi. Xong em không ghen. Ghen em có tức không? Tức, tức lắm anh. Mình cố tình mình làm cho anh ghen, mình không ghen. Thì anh tin tưởng vợ mình. Dạ, tại vì em nợ vợ em rất là nhiều. Trả không hết sao lại phải đi ghen vợ em. Rồi sao nữa, còn tính gì nữa? Kỹ tính, chửi em hoài. Không, chửi em là bừa bộn như heo chẳng hạn. Cái phòng anh ở như cái chuồng heo vậy đó. Xong rồi cái nhiều khi để đồ á, em để file sai vị trí clip chụp hình luôn. Này này này, để đây ra. Sai hình, sai rác con. Là nó đi ra sọt rác hết. Vậy đó. Nó hay dục đồ lắm anh. Đúng rồi, không có tính dục đồ nhưng mà răng đe. Rồi còn gì nữa không? Không, vợ em thì chỉ có cái tính là hay mít ướt với lại hay chắc ghen. Là dạ đúng rồi. Rồi giờ tới bà xã nè. Chồng em thì có cái tính là rất là bừa bộn. Làm gì cũng quăng tùm lum hết á. Em thì em phải đi theo sau để em dọn dẹp. Em rất là bực nên hay rất là hay quạo hay là cấu với chồng. Thì có một cái bữa thì là chồng hứa là chở em về nhà má em là khoảng là trước 8 giờ tối. Chồng cứ bừa bộn rồi em phải dọn dẹp như là trễ giờ. Cái em bực, em lên trên phòng em đóng cửa lại. Em lôi vali từ trong tủ ra,
em sợ đồ em bỏ vô trong vali hết. Em nói giờ được rồi, anh không chở em về mẹ theo đúng cái giờ mà em muốn á, thì về em ở về nhà em ở luôn, cho anh ở đây mình luôn. Mà giả bộ của anh ta nhảy quần tà lõn em vô vali không à, mà anh đi về nhà. Thế giờ bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Em muốn chồng em chia sẻ với em nhiều hơn trong cái vấn đề dọn dẹp nhà cửa giúp em nè. Rồi em mong muốn chồng em là thương em nhiều hơn chút. Nếu là thương là về cái vấn đề là chia sẻ với vợ về những cái tình cảm của vợ. Tại vì em sống đa cảm xúc lắm, cho nên nhiều khi em khóc là tức là có những cái chuyện buồn em mới khóc. Thì muốn chồng có thể là chia sẻ với em nhiều hơn. Thế còn Hậu? Dạ, em thì em nghĩ vợ em xem phim thì em cho, nhưng mà đừng có bị ảnh hưởng nhiều cái phim quá. Nhiều khi xem phim kiếm hiệp xong muốn em giống như trong cái anh kiếm hiệp vậy đó. Trời ơi, bắt ống dây dây nữa. Dạ đúng rồi. Rồi nhiều khi tối ngủ mớ thấy em quen cô nào đó sáng dậy khó chịu với em nguyên ngày mà trong khi em không biết gì hết. Có không? Có bị một lần. Bị ảnh hưởng đó anh. Thì em cũng mong là vợ em bớt ghen lại. Đó. Tại vì từ khi mà cưới nhau đến giờ là hầu như 24/24 hai đứa gặp nhau làm cùng chỗ, tối cũng làm cùng một chỗ. Rồi về ngủ chung này nọ đồ hết, không có xa nhau được ngày nào hết. Đó. Tiếp xúc với tụi em á thì chị thấy như vậy nè, mặc dù là mới có 21 tuổi thôi nhưng mà em rất là chững chạc. Từ cái phong thái cho tới cái ngôn ngữ đó. Còn vợ em á thì dường như là vợ em, cái đôi mắt vợ em rất là buồn, chị không biết tại sao nữa, đôi mắt rất là buồn, mặc dù cười á nhưng mà mắt vẫn rất là buồn. Chính vì vậy chị mới nói nè, nếu em còn có cái gì buồn ở trong lòng á về chồng, về vấn đề mà ghen tuông đó, em thấy không? Giống như chồng nói là em bị ghen á, thì chị nói em là em bỏ cái tư tưởng đó đi. Bởi vì á, cái bạn nào mà đã có cái tư tưởng sống giống như là chồng em á, là bạn đó rất kiên định trong những cái công việc làm của mình. Khi bạn nói có nghĩa là bạn làm. Thành ra là khi mà bạn nói em phải tin tưởng bạn thì em tin đi, em đặt lòng tin không có sai đâu. Hiểu không? Đừng có buồn. Buồn rồi không nói rồi tự nhiên nó cứ u uất ở trong lòng á, mà cái tuổi này là cái tuổi giỡn mà. Nít mà phải mở ra, phải giỡn, phải vui. Đó, đúng không? Dạ. Thì chị có một cái chia sẻ như vậy với em thôi, bởi vì chị cảm nhận bạn này á, là bạn có một cái hoạch định rất rõ ràng trong cuộc sống của bạn cũng như là trong gia đình nhỏ của mình, chứ không phải là bạn sống theo bản năng đâu. Chị cảm nhận gì không biết có đúng hay không. Đó, nhưng mà em nên tin tưởng vào chồng em và bỏ cái đôi mắt buồn đó đi. Nha. Vui tươi, hí hửng lên, không được buồn. Nghe chưa? Không được ghen nữa. Nghe. Dạ. Xin chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và viên mãn với hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn hai anh chị. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm của Việt Honey như là mật ong, sữa ong chúa, nghệ viên mật ong. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho gia đình trị giá 6.000.000 đồng áp dụng tại hệ thống của thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Và bây giờ các bạn đâu lưng lại nghe kỹ câu hỏi, kiểm tra hiểu ý nha. Vợ chồng bạn thích đi uống cà phê ở quán nào nhất? Rồi, vợ chồng Hậu thích uống cà phê ở đâu? Quay ra quán Nai Coffee, quán Ni. Vợ chồng bạn thích uống cà phê đâu? Quán Thanh Đa, công viên. Rồi. Như vậy, vợ chồng Hậu sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này đầu tiên. Chọn đi. Với mặt màu đỏ, chọn màu đỏ. Màu đỏ, còn bên này. Em chọn đi. Ta chọn. Em chọn màu xanh đi. Màu xanh. Rồi, tôi màu hồng đi. Trời, cho năm tính nữa. Đó. Trời ơi. Không ai vậy đó. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Đề nghị quý vị đếm từ 1 tới 3. 1. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Như vậy còn một phần quà trị giá 2.300.000 đồng đến từ Việt Honey sẽ dành cho quý vị khán giả nào trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ hai cùng làm việc tại nơi nào? A.
bảo tàng mỹ thuật, B bảo tàng phụ nữ và C bảo tàng áo dài. Wow. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi tạm thời khép lại. Chương trình Vợ Chồng Son anh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Masha, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7. Mọi người phụ nữ trên đời này là má em chỉ khen có một người thôi, là Lưu Diệc Phi thôi. Còn ngoài ra là bất cứ ai má cũng tìm cho một cái chỗ nào xấu lên má chê. Em mới lên kế hoạch, em dụ ảnh là chút ảnh rượu sai, anh không uống rượu được. Anh uống chừng một lọ chai là anh quắt rồi. Mà ngờ đâu anh không có sai, mà anh còn đẹp không tới tóc em nữa. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.